tuyên án 18 tháng tù với cựu cảnh sát giao thông vi phạm nồng độ cồn gây tai nạn chết người. Chiều ngày 9 tháng 9, Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Hồng Phong, 41 tuổi, trú tại phường Thắng Lợi, thành phố Pleiku, cựu cán bộ đội cảnh sát giao thông trực tự công an huyện Chư Prong. Liên quan đến việc điều khiển ô tô gây tai nạn khiến một phụ nữ tử vong, Căn cứ vào hồ sơ có trong vụ án và các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, hội đồng xét xử tuyên phạt Lê Hồng Phong 18 tháng tù về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Theo cáo trạng, khoảng 11 giờ ngày 2 tháng 5, Nguyễn Hồng Phong điều khiển ô tô con đi đánh bia, uống bia tại xã Ia Mơ, huyện Chư Prong. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, Phong điều khiển ô tô con chở hai người bạn đi hát karaoke và tiếp tục uống bia ở thị trấn Chư Prong huyện Chư Prong. Hơn 2 tiếng đồng hồ sau, Phong điều khiển ô tô trên hướng tỉnh Lộ 663 để về xã Ia Mơ. Khi đến đoạn qua xã Ia Drang, huyện Chư Prong, ô tô tông vào bà VTH, 49 tuổi, ngụ xã Ia Drang, đang đi bộ cùng chiều, làm bà H tử vong. Theo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai xác định, nguyên nhân dẫn đến tai nạn là do Phong điều khiển ô tô thiếu chú ý quan sát, không chấp hành các nguyên tắc hoạt động giao thông đường bộ, điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ khi đã sử dụng chất kích thích. Sau vụ tai nạn, Phong đã bồi thường cho gia đình nạn nhân 420 triệu đồng. Gia đình nạn nhân có đơn xin bãi nại, giảm nhẹ hình phạt cho Nguyễn Hồng Phong.